mèo caracol hay còn được biết đến là linh miêu tai đen, là loài mèo to lớn đặc trưng bởi đôi tai có nhúm lông đen. Qua video, hãy cùng mình tìm hiểu về loài mèo hoang dã này nhé. Nguồn gốc của mèo caracol, mèo caracol là giống mèo hoang dã, có kích thước trung bình. Chúng có nguồn gốc từ châu Phi, Trung Á, Trung Đông, Tây Bắc Ấn Độ hay ở các vùng khô cằn của Pakistan. Mèo caracol có cái tên khoa học là Felis caracol. Chúng còn được biết đến với cái tên khác như linh miêu sa mạc, Mèo caraco chủ yếu sống ở Châu Phi cận Sahara cũng như các khu vực của Trung Đông. Chúng thích nghi tốt với các khu vực khô hạn và sống trong các savan, rừng và núi. Trong môi trường trong tự nhiên, chúng dễ bị đe dọa bởi sư tử và linh cầu. Đặc điểm của mèo caraco về ngoại hình, mèo caraco có kích thước trung bình, thân hình mảnh mai. Những con đực có chiều dài từ 78 đến 108 cm, đuôi dài từ 21 đến 34 cm nặng từ 7 đến 19 kg. Những con cái có chiều dài từ 71 đến 103 cm, đuôi dài từ 18 đến 31,5 cm, cân nặng từ 7 đến 16 kg. Mèo Caraco có cơ thể khỏe mạnh và khuôn mặt ngắn, chân sau dài hơn chân trước. Do đó, cơ thể khi đứng, nhìn khá dốc hướng về phía vai. Điểm thú vị và là đặc điểm ấn tượng nhất của mèo Caraco là nhúm lông đen trên tai, nhúm lông này có thể dài đến 4,5 cm nhúm lông sẽ rủ xuống khi chúng bắt đầu già đi. Đôi tai linh miêu cực kỳ nhạy cảm, chứa đến 20 cơ, giúp chúng dễ dàng săn bắt con mồi. Mèo Caraco có mảng đen khác nhau trên cơ thể, hai sọc đen từ trán xuống đến mũi, viền miệng màu đen, ngoài ra chúng còn có mảng trắng xung quanh mắt và miệng, điều này thật sự khiến khuôn mặt chúng rất ấn tượng. Mèo Caraco có bộ lông ngắn màu nâu đỏ hay màu cát, phần màu lông dưới bụng và bên trong chân nhạt hơn, dễ thấy có những mảng lông màu đỏ. Lông khá mềm, mèo Caraco có khoảng 30 chiếc răng, hàm răng vô cùng sắc nhọn. Chiếc đuôi khá rậm rạp nhưng không quá dài, chúng có vuốt sắc nhọn giúp chúng dễ dàng leo trèo, đuổi bắt, vồ mồi. Trong tự nhiên, tuổi thọ của linh miêu tai đen chỉ khoảng 12 năm, nhưng khi được chăm sóc, nuôi dưỡng, chúng có thể sống đến 19 năm hoặc hơn thế. Đặc điểm tính cách, mèo caracal có tính cách độc lập, chúng rất thông minh, trong tự nhiên chúng rất dũng mãnh, linh hoạt. Mèo Caracol là giống mèo vô cùng năng động, hoạt bát, chúng thích chạy nhảy. Mèo Caracol có thể nhảy cao hơn 3 mét và bắt chim trong không trung, thậm chí có thể xoay và thay đổi hướng của nó trong không trung. Để bắt con mồi, nó dình con vật cho đến khi cách nó trong vòng 5 mét, sau đó nó lao xuống và giết chết con vật bằng một nhát cắn vào cổ họng hoặc vào gáy. Tai mèo có 20 cơ hội tụ giúp chúng dễ dàng phát giác ra con mồi hay tiếng động nhỏ nhất. Tốc độ chạy tối đa của chúng là 80 km h mèo caracol là động vật ăn thịt. Trong tự nhiên, chúng hay săn những loài gặm nhấm như thỏ rừng, chim, rắn và thằn lằn. Và chúng cũng không ngại săn những con mồi lớn như linh dương, tê, cừu. Môi trường sống, mèo caracol thích sống một mình, ít sống theo cặp trừ khi đến mùa giao phối. Các con cái có thể động dục hai tuần lần trừ khi chúng mang thai. Chúng thích hoạt động về đêm. Mèo caracol sinh sống tại rừng thưa, savan, bán hoang mạc và rừng cây bụi, thích môi trường sống khô cằn với lượng mưa thấp. Sinh sản, mèo Caraco có thời gian mang thai từ 2 đến 3 tháng, khoảng 71 ngày, sau đó chúng có thể sinh từ 1 đến 6 con nhỏ. Một con mèo Caraco vừa sinh có thể nặng 190 gram đến 260 gram. Sau thời gian 3 đến 4 tuần tuổi thì tai chúng bắt đầu dựng lên và biết thu móng vuốt vào trong. Đến tuần thứ 5 hoặc 6 là mèo nhỏ có thể ăn thức ăn rắn. Trong tự nhiên, mèo con cai sữa sau 10 tuần, nhưng vẫn còn ở với mèo mẹ cho đến 1 năm mèo Caraco sẽ trưởng thành về mặt giới tính khi chúng được một tuổi. Mèo Caraco có tuổi thọ rất dài khi được nuôi dưỡng, tuổi thọ của giống mèo này có thể kéo dài đến 30 năm. Bên cạnh đó, chúng có thể sống lên đến 20 năm nếu tự tồn tại trong tự nhiên. Thời gian hạn hán chúng vẫn có thể sống được, chúng thích nghi bằng cách tự đáp ứng nhu cầu chất lỏng từ con mồi. Do môi trường sống đặc biệt ít mưa, nhất là những tháng hạn hán, mèo Caraco có thể không cần nước. Ngoài ra, giống mèo này mang ý nghĩa đặc biệt trong văn hóa Ai Cập cổ đại. Các nhà khoa học cũng đã tìm ra những xác ướp của giống mèo Caraco tai đen này, giống mèo này có mặt trong những bức tượng, bức tranh nhỏ bằng đồng, tác phẩm điêu khắc, được cho là để bảo vệ lăng mộ. Cảm ơn các bạn đã xem hết video, nếu thấy hay thì hãy nhấn đăng ký và like để xem những video tiếp theo các bạn nhé.